Daesung Big Bang mở kênh YouTube cả năm trời nhưng không ai hay biết. Nam thần tượng Daesung Big Bang mở kênh Display chuyên đăng tải các video chơi trống, cover lại nhiều bài hát nổi tiếng. Tuy nhiên, kênh đã mở gần một năm mà không mấy ai hay. Suốt khoảng thời gian sau khi xuất ngũ vào tháng 11 năm 2019, nhiều VIP fandom Big Bang đặt câu hỏi giọng ca Daesung của Big Bang đang làm gì khi mà nam idol chẳng hề thấy có động tĩnh. Hoàn toàn rời hào quang, sự im lặng của anh khiến nhiều khán giả vừa nóng lòng chờ đợi, vừa đoán có lẽ anh đang tập trung cho những chuyện khác trong cuộc sống riêng, ví dụ như yêu đương chẳng hạn. Trong khi các thành viên khác vẫn hoạt động tích cực trên mạng xã hội, Daesung lại lặn mất tăm không dấu vết. Vốn dĩ sau khi Taejang và Daesung xuất ngũ năm 2019, nhóm đã lên kế hoạch biểu diễn tại Coachella vào tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, bởi diễn biến phức tạp của dịch bệnh toàn cầu nên lễ hội âm nhạc này sau đó bị hủy. Mới đây, người hâm mộ lại chưng hửng khi biết hóa ra Daesung không phải đang bận rộn hẹn hò nên bỏ bê việc tái xuất showbiz. Sự thật là anh đang dấn thân vào sự nghiệp làm YouTuber, nhưng tiếc là đến bây giờ mới được cộng đồng mạng chú ý đến. Các tờ báo Hàn Quốc đồng loạt đưa tin nam thần tượng Daesung Big Bang đã mở kênh YouTube từ tháng 6 năm ngoái tới giờ, nhưng không mấy ai hay biết. Nam thần tượng mở kênh Display chuyên đăng tải các video chơi trống, cover lại nhiều bài hát nổi tiếng của Big Bang, G-Dragon, Winner, Blackpink. Trong hầu hết các video, người xem chỉ có thể nhìn xéo góc mặt của Daesung. Có lẽ vì vậy mà đã 8 tháng kể từ ngày kênh hoạt động, người hâm mộ vẫn không biết tới danh tính thật sự của chủ kênh. Kênh YouTube được thành lập từ tháng 6 năm 2020, nhưng trước khi bài đăng bắt đầu được chia sẻ rộng rãi, kênh YouTube của Daesung chỉ có vỏn vẹn 81 người đăng ký. Nhưng đến khi người hâm mộ K-pop phát hiện ra kênh YouTube của Daesung rồi thì mọi chuyện lại khác. Ngay khi bài đăng về kênh YouTube Display được chia sẻ rộng rãi, Daesung đã dắt túi được hơn 60.000 lượt đăng ký kênh chỉ sau một buổi chiều. Các video anh chẳng đăng tải cũng lần lượt tăng view dần dần, chắc chắn đã khiến chủ kênh trở tay không kịp. Trong khi fan K-pop vẫn chưa hết bàng hoàng trước việc khám phá ra kênh YouTube ở ẩn bấy lâu của Daesung, thì netizen lại soi ra một sự thật thú vị. Hóa ra chỉ có duy nhất Daesung là kín tiếng thôi. Những ai biết thì vẫn spoil nhiệt tình lắm. Còn fan có nhận ra hay không thì kệ fan nha. Và người đã rất nhiệt tình spoil cho Daesung không ai khác chính là người anh Taejang cùng nhóm. Thời điểm Daesung vắng bóng, rất nhiều người hâm mộ tràn vào các tài khoản cá nhân của Taejang để hỏi về tung tích của Daesung. Nhưng tất cả những gì họ nhận được lại là cụm từ Display không ai hiểu nghĩa là gì. Hóa ra, Display lại chính là manh mối dẫn đến kênh YouTube của Daesung. Ngay sau khi báo chí đăng tải thông tin về kênh YouTube của Daesung, Taejang đã comment trên video của anh chàng. Anh đã quảng bá kênh YouTube này thật là thầm lặng, nhưng mà cuối cùng thì đã thấy ánh sáng cuối đường hầm rồi. Chúc mừng em. Nếu mà nhiều người có hứng thú hơn thì sẽ hơi căng ở nhà, nhưng mà cứ cố gắng lên nhé. Fighting. Tuy nhiên, ngay cả các fan cứng của Big Bang cũng bất ngờ rằng tại sao lại không nhận ra sớm hơn, bởi bộ trống xanh huyền thoại đó đã được Daesung mang lên biểu diễn trên khắp các sân khấu và concert không biết bao nhiêu lần. Một số bình luận của Vnet: Daesung mở kênh YouTube up khá video thì trời không may, quỷ không biết. Kawon Jijung, G-Dragon mở kênh YouTube chưa kịp đăng cái gì đã 1 triệu lượt đăng ký. Anh Taejang đã trả lời câu hỏi về Daesung mấy lần rồi đấy mà có ai chịu hiểu ra đâu. Check Instagram đều đều, chẳng hiểu Taejang nói gì luôn, hóa ra là kênh YouTube của quý bà Smell. Người đàn ông bí ẩn nhất hành tinh mà chịu làm YouTuber ư? Anh mở kênh YouTube đánh trống cover mà không một ai biết. Kiểu này mà anh có đang hẹn hò thì thách Dispatch khui được luôn. Có khi nào cưới rồi mà vẫn giấu nhẹm đi không? Trong khi Daesung mở hẳn kênh YouTube cover thì fan ở đâu đó vẫn cứ gào lên hỏi Daesung ở đâu. Mới đầu đọc tiêu đều tin, tưởng là Daesung hẹn hò cơ chứ. Đồng nghiệp thì tính view theo hàng triệu, còn YouTube anh tính bằng hàng trăm, khổ thân anh. Bên cạnh đó, anh dòng G-Dragon cũng sở hữu một kênh YouTube độc nhất vô nhị, dù chẳng hề đăng tải một video hay thậm chí là một dòng trạng thái nào, vẫn thu về hơn 1 triệu lượt đăng ký.